trời. Có đến với miền đất biên ải này thì mới thấy hết sự hùng vĩ của núi rừng cũng như hiểm hóc của địa hình. Thế nhưng chính từ điều kiện tự nhiên khắc nghiệt đấy thì ở nơi đây đã có một loại cây trồng vô cùng sức sống, phủ một màu xanh hy vọng cũng như đem lại một sản vật nông nghiệp vô cùng ngọt ngào, níu chân bất kỳ một du khách khi đến với Chi Lăng dù chỉ một lần. Những cây na này được trồng trên núi đá từ những năm 1960. Cho tới nay, na Chi Lăng Lạng Sơn được xếp vào top 50 loại trái cây đặc sản của Việt Nam do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận. Cây na bén rễ sâu vào lòng đất dưới nhiều lớp đá tưởng chừng khô cằn. Đá giúp cây hấp thụ chất dinh dưỡng, giữ nước vào mùa khô. Trải qua nhiều ngày nắng mưa, những giai đoạn rụng lá và hồi sinh, cùng với tác động của gió mùa đông bắc, điều này khiến cho na Chi Lăng có vị ngọt thơm đặc trưng mà không nơi nào có được. Chị Mỹ ơi, chị có thể giúp em phân biệt đâu là một quả na đã có thể đến kỳ thu hoạch không ạ? Đây, chị chỉ cho em, đây là những quả na mà đã đến kỳ thu hoạch. Đây, ví dụ như quả na này. Đấy, quả na cái mắt nó giãn, nó mạ giãn ra, giãn hết cỡ này, nó mỏng ra, giãn mà có màu sắc là nó chuyển màu. Phấn na nó chuyển sang màu trắng hồng rồi đấy. Mà chúng ta vẫn hay có khái niệm là na mở đấy, mắt. Na mở mắt đấy, đúng rồi. Không phải là câu nói vui đâu ạ. Mà là có xuất thật. Phát từ chính từ cái kinh nghiệm thực tiễn như thế đúng này. Rồi. Chăm sóc na ở trên núi đá này thì khác gì so với na ở đồng bằng ạ? Cây na của trên núi đá này nó hợp với cái thổ nhưỡng của núi đá. Vì cái na nó là cái đá vôi này, hợp với cây na này, đâm ra là nó cũng chả có gì là khó lắm đấy. Cứ tốt đây này, đất đá mà nó sống chứ không phải đất đâu. Đá này nó mới sống được chứ chỗ đất này lại không được xanh tốt như cái la núi đá này đâu. Đấy, cây tổ cũng rất phát triển vì nó hợp. Khi mà thu hoạch na thì mình sẽ phải lưu ý những cái điểm như thế nào để mình có được một quả na mà khi mà đến tay người tiêu dùng thì vẫn là ngon và lại đẹp mắt hả chị? Thì khi thu hoạch na thì mình phải nâng niu quả na, nó có nhiều, nó kiểu như là mình hái quả na để có cái kỹ thuật. Cầm quả la thì không được cầm cả mà chỉ cầm ngang như này này đấy. Đấy, xong mình cắt, mình lưng lưu xếp vào lót nó niếc lá niếc cho nó khỏi bị sứt, lưng như lưng trứng ấy. Nhưng mà đấy, quả trứng như nào thì quả la mình đấy à, em ơi, đây em cứ cắt vào đây đấy, đây có cả lá cả cành đấy à, đây đúng không ạ? Đúng rồi đấy. Wow, một quả na rất là đẹp ạ, có lá này, có cuống đúng không đấy, ạ? Đúng rồi. Vâng. Có thể thấy rằng là để có được một cái quả na như thế này thì người nông dân cũng mất rất là nhiều công chăm sóc. Từ việc là hàng ngày chăm sóc cây ở trên những cái sườn núi đá treo leo cho đến việc là thu hoạch cũng rất là phải nâng niu đấy ạ. Khi mà đi thu hoạch mà mưa như này thì mình phải làm thế nào ạ? Ôi trời, mưa này khổ lắm, hái na mà gặp trời mưa là giờ vất vả nhất đấy. Mưa, cái quả na này mưa vẫn phải hái, không thể bỏ được. Mưa cũng vẫn phải hái vẫn phải hái, không như quả cây khác. Đồng bành, Thanh Hóa. Trung bình cây na trồng 3 năm có thể cho quả. Na vốn chẳng phải loại cây khó tính hay đồng đành, vì theo lời bà con tại Chi Lăng, cứ cắm xuống đất là na có thể bén rễ phát triển. Tuy nhiên, để na xanh tốt, sai quả, cho năng suất và chất lượng cao, ngay từ những tháng đầu năm, bà con đã phải rất cẩn thận trong việc thụ phấn nhân tạo cho cây. Bên cạnh đó, việc áp dụng những kỹ thuật cắt cành, tỉa lá giúp bà con có nhiều vụ mùa thu hoạch trong cùng một năm. Em nhìn cái khu vực núi đá nó rất là hiểm trở như thế này thì cái việc chăm sóc na của mình nó sẽ diễn ra như thế nào ạ? Ví dụ như là việc lấy nước để tưới cho na đấy, mình sẽ phải gặp những cái khó khăn ra sao? Rất là khó khăn vì là núi đá thì vương đá thì dây kéo đi thì nó khó khăn hơn với dưới đồng bằng đấy, bọn chị cũng có dây kéo đấy, nhưng mà lấy được nước trên khe trên núi xuống nhá, tự nhiên đấy chứ cũng chả có đào được giếng hay gì cả, nước thiên nhiên hết. Về thì đi dẫn dây thì nó cũng mắc vào đá nó cũng khó khăn lắm nhưng cũng phải khắc phục đấy. Em thấy ở đây là quả na là rất là to đấy. Đây này, em ơi đây này, có quả na chín đây này. Chị mời em ăn đi này. À, vâng. Đấy, em ơi ăn đi. Wow, đấy. Vâng. Ăn đi em. Một quả na rất là to và sao thơm ngon ạ. Na rất là ngọt và có vị ngọt sắc thơm đấy ạ. Đấy. Vâng. Cái điều gì làm nên cái sự khác biệt của na Chi Lăng đối với các vùng khác hả chị? Quả na ở trên núi đá này nó khác với quả na ở dưới đồng bằng, là nó cây la nó hợp với cái núi đá, thổ nhưỡng, và cái cây la nó vậy nó mới hợp và nó ngọt đấy, nó khắc nghiệt, thiên nhiên khắc nghiệt đấy là nó hợp. Nước đôi đấy nó có đâu nhưng mà nó rất là hợp với cây xanh tươi như này. Nghe tiếng na Chi Lăng đã từ lâu thế nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi có một trải nghiệm hết sức thú vị như thế này, ngồi giữa một vườn na trên những cái vách đá treo leo giữa phong cảnh rất là phong thủy hữu tình và nếm những trái na ngọt thì quả thật là một trải nghiệm rất là thú vị và đáng giá đấy ạ. Để nâng cao chất lượng sản phẩm khi tiêu thụ trên thị trường,
huyện Chi Lăng đang đẩy mạnh vùng trồng na sạch đạt tiêu chuẩn Việt Gáp và Global Gáp. Ủy ban Nhân dân huyện Chi Lăng đã xây dựng phương án quản lý tốt việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm na thông qua các tổ hợp tác xã truy xuất đến từng hộ gia đình, cam kết sản xuất na an toàn trên địa bàn. Thì trong những năm qua thì cấp ủy chính quyền cũng tăng cường cái việc tập huấn cho bà con nhân dân sản xuất theo quy trình Việt Gáp. Thứ hai là chúng tôi là hỗ trợ bà con toàn bộ thuốc bẫy bả sinh học ruồi vàng để bà con phòng trừ dịch bệnh. Thứ ba nữa là hỗ trợ bà con về cái quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Na trồng tại nhà vườn theo tiêu chuẩn Việt Gáp sau khi thu hoạch sẽ được dán tem truy xuất nguồn gốc. Nhờ vậy, người tiêu dùng có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm. Với chất lượng đặc biệt thơm ngon, nên na Chi Lăng rất được các thương lái săn đón khi vào mùa. Vào những ngày cao điểm, có đến hàng trăm tấn na được tập trung ở chợ đầu mối nông sản huyện Chi Lăng để đưa đi tiêu thụ khắp các tỉnh thành khác. Chợ thường họp từ 5 giờ sáng đến 12 giờ trưa với một không khí tấp nập khẩn trương. Nếu như trước đây, việc tiêu thụ na được diễn ra rải rác ven đường quốc lộ hoặc những nơi thu mua nhỏ lẻ ở các thôn xóm, thì giờ đây, với một khu chợ khang trang như thế này, việc mua bán na của bà con đã trở nên thuận tiện, tập trung hơn bao giờ hết. Có thể nói là sản phẩm na của Lạng Sơn là một cái sản phẩm rất là đặc biệt của huyện Chi Lăng, huyện hữu lũng của tỉnh Lạng Sơn. Và những năm vừa qua thì Lạng Sơn đã tổ chức những cái chương trình quảng bá cho sản phẩm na không chỉ ở Lạng Sơn mà đã tổ chức tại Hà Nội rồi các cái tỉnh phía Nam. Và Lạng Sơn thì đã chủ động để quảng bá cho các sản phẩm, và qua những cái thời gian công việc quảng bá như vậy thì cái giá trị của sản phẩm na đã tăng lên rất là lớn. Và chúng tôi đánh giá rất là cao cái việc mà xây dựng thương hiệu cũng như là sự vào cuộc của các cái cơ quan ban ngành của Lạng Sơn. Nhờ việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình canh tác đảm bảo an toàn, cộng với sự ưu đãi hào phóng của tự nhiên, khí hậu, đặc sản na Chi Lăng ngày một khẳng định thương hiệu và vị thế trên thị trường trong nước. Các chuỗi liên kết từ sản xuất tới tiêu thụ đã được hình thành, giúp cho na Chi Lăng giờ đây tự tin có mặt trong các chuỗi cửa hàng, siêu thị tại các thành phố lớn.